Cái đó chúng ta ngồi khoanh hai chân giữa lưng thẳng. Mình sẽ tiếp tục cái bài tập liên quan đến phần tay và phần bụng nhé. Hít vào hai tay đan lại. Thở ra vươn lên. Đẩy căng bàn tay, đẩy ngược lên. Hít thở trầm. Hít thở trầm. Để căng tay, vươn về sau. Hít vào chuồng tay, đan lại sau lưng. Thở ra để căng ngực về trước. Nâng cằm lên một chút. Đẩy xa, bàn tay xa khỏi lưng. Nào, nếu có thể thì chúng ta nắm chặt tay lại. Nắm chặt tay lại. Từ từ buông tay. Hít vào hai tay vươn. Tay phải kéo khuỷu tay trái vào sau đầu. Thở ra giữ nguyên. Lấn sâu bàn tay trái xuống dưới lưng. Đẩy ngược lên. Đổi bên. Ta đẩy ngược lên. Từ từ buông tay. Chụp tay xuống thảm, cánh tay và đùi vuông góc với sàn. Bật chân dừng lên. Hít vào nén thở, hạ vong lưng. Nhấc cao vai lên. Thở ra cuộn tròn người, gập sát đầu xuống. Hít vào, hạ vong lưng, nén thở, ngẩng lên, thở ra, cuộn tròn người lại. Hít vào, hạ vong lưng, ngẩng lên, thở ra, cuộn tròn người lại. Hít vào, hạ vong lưng. Thở ra, cuộn tròn người lại. Hít vào, hạ vong lưng. Thở ra, cuộn tròn lại. Thêm một lần nữa. Hít vào, hạ vong lưng xuống. Thở ra, cúi đầu xuống. Từ từ ngẩng lên. Tư thế con rắn nhé, chúng ta quan sát này. Hít vào, nén thở. Hít vào, nén thở, hạ vong lưng này. Tùy độ khỏe của tay mỗi người nhé. Hạ thấp cằm xuống, trườn dài về trước này. Đẩy lên tư thế con rắn. Nén thở nhé, và nhấc cao vai và căng chân. Thật ra thì chúng ta đơn giản ngồi lùi lại tư thế đứa bé thôi. Chuẩn bị. Hít vào.
nén thở, nó chung tay xuống, đẩy trườn người về trước. Thì thấy con rắn đẩy lên, nhấc cao vai, lùi lại, thở ra, hồi lùi lại. Thì đứa bé lặp lại, hít vào, trườn người về trước, đẩy lên, ép gót chân trong, gồng bụng, ngồi lùi lại, thở ra. Hít vào, trườn người về trước, chắc tay nhá, đẩy lên, nhấc cao ngực, gật đầu lại, xiết cái bụng, ngồi lùi lại, thở ra. Hít vào, nén thở, trườn về trước, dùng cả tay đấy, đẩy ngược lên, mở rộng ngực, gồng cơ bụng, lùi lại, thở ra. Tiếp tục, hít vào, hít sâu, nén thở, trườn về trước, đẩy lên, từ đến rắn. À, căng vai, gập đầu lại, gồng cơ bụng, ngồi xuống, thở. À, tiếp tục, hít vào, trườn về trước, chắc tay nhé, đẩy mở rộng ngực, thấp thấp mông xuống. Gập đầu lại, gồng cơ bụng, ngồi xuống, thở. Một vài vòng nữa. Hít vào, hít sâu, nén thở, trườn người về trước, chắc tay, đẩy ngược lên, đẩy ngược lên. Gật lại, gồng cơ bụng, lùi lại, thở ra. Hít vào, nén thở, trườn người về trước, để thoáng nách nhé, để thoáng nách. Gật lại, ngồi xuống, thở, làm một lần cuối. Hít vào, chân người về trước, đẩy ngược lên, đẩy ngược lên. Gật lại, gồng cơ bụng, ngồi lùi lại, thở ra. Hít thở sâu. Khi thở sâu. Đó. Lấy bình trườn người về trước, nằm úp xuống. Nằm úp xuống. Chú sát hai chân, hai tay vươn dài về phía trước. Con tay cái móc chặt vào nhau, thế để cho chấu. Chú sát hai chân, gót chân chạm sát vào nhau. Hai ngón tay chúng ta móc chặt lại đi, móc chặt lại. Chuẩn bị. Cổ nâng cao nhé. Hít vào, nén thở, nâng tay lên chân, hạ căng mũi chân, hạ xuống, thở ra. Lặp lại. Hít vào, hít sâu, nén thở, nâng lên, cố gắng nâng cao tay, cao tay, cao tay, hạ xuống. Kiểm soát chân lại, kiểm soát chân lại. Tập lại. Hít vào, nén thở, nâng lên, cao tay lên, cao tay, căng mũi chân, hạ xuống. Hít thở sâu, hít thở sâu lấy sức. Hít vào, nén thở, nâng cao, nâng cao, nâng cao, căng ngón tay, cũng chặt tay lại, hạ xuống. Hít thở sâu. Tiếp tục. Hít vào, nén thở, nâng lên, nhìn về trước cũng được, hơi nhìn về trước một chút, hạ xuống, thở.
Tập trung vào cơ lưng nhá, cơ lưng, cơ bụng. Xích cả cơ đùi lại. Xích đừng cong cổ, thả lỏng cổ. Thả lỏng lại. Hít vào. Nén thở, nâng cao, nâng cao, nâng cao, nâng cao. Nhìn về trước. Cao tay lên, cao tay lên. Hạ xuống. Hít vào, hít sâu, hít sâu. Nâng lên. Cao tay lên, cao tay. Hạ xuống. Hít vào sâu. Tiếp tục. Hít vào. Nén thở, nâng lên. Căng mũi chân, căng mũi chân. Hạ xuống. Chúng sát chân lại, chúng sát chân lại, gót chân chạm sát vào nhau. À, hai vòng thôi. Hít vào. Nén thở, nâng cao, nâng cao, nâng cao, nâng cao. Hạ xuống. Hít vào. Nén thở, nâng lên. Hạ xuống, thôi. Hít thở sâu. Hít thở sâu. Cả lớp mình ngồi lùi lại thì thầy được bé. Ta lại dễ. Rồi, lớp mình ngồi dậy nhé. Tổ hợp thế tấm ván và thế mặt phẳng nghiêng. Tấm ván mặt phẳng nghiêng này, không chắc bàn tay nhé. Điều chỉnh chút cánh tay và đùi của chúng ta vuông góc với sàn thì khi nâng lên thì tấm ván là chuẩn luôn. Tách đều các đầu ngón tay ra. Hít đầy hơi, nén thở, siết cơ bụng, nâng gối lên. Dạ. Xoay nghiêng người sang bên phải, chạm cạnh chân xuống sàn và đưa tay phải hướng lên trần. Không chắc siết cả cơ bụng. Ai muốn căng hơn thì duỗi cả chân trái ra. Không bắt buộc nhá. Rồi co chân. Chống tay xuống thảm. Hạ hai gối xuống thảm, thở ra thì kết thúc một vòng. Chuẩn bị. Lưu ý gồng chắc bàn tay và kiểu tay. Hít vào. Nâng gối lên tấm ván. Xoay người sang bên phải, hạ cạnh chân xuống sàn. Tay phải hướng lên trần. Hạ cạnh chân xuống, cả hai cạnh chân xuống. Chống tay xuống thảm. Hạ hai gối xuống, thở. Tất nhiên nếu ai muốn nâng cao hơn thì không cần hạ gối xuống. Hít vào. Nâng gối lên. Siết cơ bụng lại. Xoay người sang bên trái. Tay trái hướng lên trần. Thẳng lưng lên, thẳng lưng lên, thẳng lưng lên. Chống tay trái xuống. Hạ hai gối xuống, thở. Chúng ta tốn sức, làm tập trung một chút. Hít vào, hít sâu. Nâng gối lên. Xoay người sang phải. Tay phải hướng lên trần. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Đẩy ngược lên, đẩy ngược lên. Hạ tay xuống. Hạ gối xuống, thở. Các cô phải chống chắc bàn tay nhá. Căng căng bàn tay ra để khỏe cánh tay. Cánh tay vuông góc với sàn. Không đẩy lên là sẽ bị mất lực ấy. Cánh tay vuông góc với sàn. Hít vào, hít đầy. Nén thở, nâng hai gối. Xoay người sang bên trái. Tay trái hướng lên trần. Chống tay trái xuống. Hạ hai gối xuống, thở. Hít thở sâu, hít thở sâu. Hít vào. Nén thở.
nâng gối, xoay người sang bên phải, nó gồng chắc bàn tay, đẩy ngược lên, đẩy ngược lên, đẩy cao mông, chống tay xuống, hạ gối xuống, thở, hít thở sâu đã, hít thở sâu đã. À, tiếp tục à. Hít vào, nén thở, nâng gối, xoay người sang bên trái, thả tay trái hướng lên, gồng chắc bàn tay nhá, gồng chắc bàn tay, bấm vào đầu ngón tay nhá, hạ xuống, hạ gối xuống, thở, thôi ngồi được, thả lỏng tay chút, lắc cánh tay cái hết luôn. Tác này đơn giản hơn, lớp làm chậm nhé. Vẫn là tư thế tầm ván thôi. Cái thực hiện như sau: cánh tay vuông góc với sàn này, nhớ làm thật chậm nhé. Hít đầy hơi, nén thở, bước hai tay ra xa đến sát thảm, dạ, giữ một vài giây, sau đó lùi lại thôi. Thở. Ai muốn căng hơn thì cho chân mình sát cuối thảm. Xong rồi Tiến. Chú ý ạ, thì độ khó lựa chọn là mỗi người. Chuẩn bị. Ok, hết một nhịp thì chúng ta có thể hạ gối xuống để duy trì sức. Chuẩn bị. Hít vào, nâng hai gối lên tấm ván, làm bước hai tay ra xa, lựa chọn độ xa vừa sức ấy nhá. Siết mạnh cơ đùi, cơ bụng lại, lùi tay lại tấm ván, hạ gối xuống, thở. Đừng xa quá, rơi luôn xuống nữa. Hít vào, nén thở, nâng gối, làm bước hai tay ra xa. Lùi tay lại, hạ gối xuống, thở, cho chân sát cuối thảm đi, rồi cho chân sát vào cuối thảm đi, chọn độ khó nó dễ quá, tăng độ khó lên. Nào, cánh tay vuông góc với sàn, bắp đùi vuông góc với sàn, hít vào, nâng hai gối tấm ván, làm bước tay ra xa. Gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng. Lùi tay lại. Hạ gối xuống, thở. Cổ Huế phải lùi lại sát thảm, cuối thảm. Hít vào. Nâng lên. Gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng. Bước tay ra xa. Độ xa tùy thích nhá. Hết tầm là hết thảm luôn đấy. Lùi tay. Hạ gối, thở. Hít thở sâu. Hít vào. Nâng gối lên. Thả bước hai tay xa. Lùi lại. Lùi lại cánh tay vuông góc với sàn. Hạ gối thở. Lần cuối. Lần cuối. Hít vào. Nâng gối. Thả bước hai tay. Đi coi chừng chừa tay nhé. Lùi lại. Hạ xuống. Thở. Thôi. Ngồi xuống. Duỗi hai tay về. Duỗi hai chân về trước. Duỗi thẳng mũi chân. Duỗi thẳng lưng. Hít vào. Hai tay lại vươn. Thật ra vươn dài người về trước. Gập xuống. Duỗi thẳng mũi chân, hít thở trầm, chạm tay xuống thảm, chạm tay xuống thảm, đẩy ngược lên, đẩy ngược lên, đẩy ngược lên, nhắm mắt lại,
Hít thở trầm. Thả lỏng trán. Thả lỏng trán. Mỗi lần thở mình chỉ tiến một chút thôi. Đôi khi được tính bằng mili thì nó mới giãn một cách rất dễ chịu. Đẩy ngược lên. Hơi từ từ ngồi dậy. Co hai chân với tư thế cái bàn. Cẳng chân và đùi tạo nhau góc vuông ở dưới gối. Hai tay chống về sau, cách mông một gang, ngón tay xoay về phía trước. Ngón tay út sát mép thảm. Quan sát cách thực hiện này. Cách cơ bản chúng ta vẫn hít thở như bình thường, hít vào đầy hơi, nâng cao ngực, nén thở và đầy cao bụng. Xuống và thở, một lựa chọn nâng cao, không bắt buộc. Nếu ai muốn, hít vào vẫn như bình thường, đẩy ngược lên, nâng lên, đẩy cao, thả xuống. Nâng một chân đấy nhé, không cần nâng hai chân nữa. Chuẩn bị. Hít vào đẩy ngược lên, nâng mông lên, nén thở, đẩy cao. Co chân thì cũng đẩy cao lên. Hạ xuống. Tập lại. Hít vào. Đẩy ngược lên. Nâng mông lên. Đẩy cao, đẩy cao, đẩy cao. Co gối. Hạ xuống. Hờ. Hít vào, nâng ngực lên, nâng mông lên, để căng, để căng, để căng. Hạ xuống, thở. Hãy điều chỉnh cái khuỷu tay của mình nhé. Khi mình đẩy lên, mình vẫn thẳng cánh tay. À, thường mọi người hay mệt mà, mọi người hay đẩy duỗi, duỗi hết tầm cái xương của khuỷu tay là nó đau tay. Hít vào, mà nó mất lực cái độ khỏe của tay. Đẩy ngực, nâng mông. Xuống thở, duỗi chân lên nhưng mà co chân được dễ hơn. Hít vào, nén thở, nâng ngực, nâng mông, cao lên, cao lên, cao lên, cao lên, cao lên. Hạ xuống một chút thôi, một hai lần thôi. Hít vào, nâng ngực lên, nâng mông, không chắc bàn tay lại thì không đau cổ tay. Hạ xuống, chủ động gồng cổ tay lại nhé, bàn tay lại. Lần cuối. Hít vào đẩy ngược lên. Nâng mông lên, để cao, để cao, để cao. Hạ xuống. Thôi, nằm xuống. Là gót chân gần mông. Gót chân gần được mông. Hai tay vươn về sau đầu. Lòng bàn tay ngửa lên trên. Lòng bàn tay ngửa lên trên. Cánh tay song song với nhau. Hít vào. Nén thở. Đẩy nâng cao mông lên. Tư thế cầu. Đẩy cao mông. Đẩy cao mông lên. Hạ xuống, thở. Hít vào. Nén thở, nâng cao mông. Thở hơi ép gối vào trong. Siết toàn bộ cái đùi lại. Hạ xuống. Hít vào. Nén thở, đẩy cao mông, đẩy cao mông.
ép gối vào trong. Hạ xuống. Hít vào, hít sâu. Nén thở, đẩy cao, đẩy cao, đẩy cao. Ép gối vào trong. Hạ xuống. Thở ra. Nào cố gắng. Hít vào. Nén thở, đẩy lên, đẩy lên. Ép gối vào trong. Hạ xuống. Hít vào. Nén thở, đẩy lên. Hạ xuống. Hít vào. Nén thở, đẩy lên. Hạ xuống thôi. Ai muốn giãn cơ có thể chuyển sang thì bánh xe, hai tay chống ngược lại. Hít đầy hơi, đẩy nhanh dứt khoát. Ai chỉ làm bánh xe thôi, giữ nguyên được, nằm nghỉ. Mình sẽ dồn lực của bàn tay nhé. Hạ xuống. Hai tay đan ôm lấy gối. Thả lỏng vai. Thả lỏng thắt lưng. Hít thở chậm lại. Chúng ta thả lỏng toàn bộ phần chân thì mặc định cái đầu gối nó sẽ áp rất gần mọi người. Thả lỏng vai, thả lỏng cổ, hít thở chậm, nhắm mắt lại thư giãn tốt hơn. Hạ chân xuống. Bàn chân phải gác lên đầu gối chân trái. Tay phải chúng ta vòng vào giữa hai chân. Tay trái vòng ra bên ngoài. Hai tay đan lại ôm lấy đầu gối chân trái. Là co chân trái lại. Co chân trái lại. Tay phải vòng vào bên trong. Tay bên phải vòng bên trong. Tay trái vòng ra ngoài. Ôm lấy đầu gối chân bên trái, bên dưới. Ôm lấy đầu gối chân trái, chân bên trái. Bên trái chị à? Bên trái của chị ấy. Ôm lấy đầu gối. Đúng rồi. Sao cô hiếm làm khó thế? Làm dễ thôi. Thả lỏng ra, hơi đung đưa một chút được. Tay phải cho bên trong, cho vào giữa hai chân ấy, nhưng mà vòng ở giữa háng thôi chứ không phải vòng từ bên ngoài vào. Rồi chúng ta giữ nguyên cấu trúc chân như vậy nhé. Và làm nghiêng hẳn sang bên trái. Làm nghiêng hẳn người sang bên trái. Dùng tay trái của mình ấy, nhấn đầu gối chân phải chạm xuống sàn.
Đầu xoay ngược lại sang bên phải. Lòng bàn tay phải ngửa lên. Thả lỏng người. Thả lỏng thắt lưng. Hít thở chậm lại. Khi thuật thả lỏng thì chúng ta cứ chọn những cái vị trí mà hay bị mỏi, ví dụ như cổ, vai, gáy. Khi thở ra mình nghĩ đến cái vị trí đấy và mình thả lỏng vị trí ra. Nên nhắm mắt thì khả năng thả lỏng sẽ tốt hơn. Rồi nâng người lên, chúng ta đổi chân, co hai chân lại. Chân trái, bàn chân trái gác lên đầu gối chân phải. Hai tay đan ôm lấy đầu gối chân phải. Bàn chân trái gác lên gối. Lần này thì tay trái sẽ vòng vào bên trong, tay phải bên ngoài. Người sẽ cảm thấy hơi căng căng một chút ở phần mông thôi. Nằm nghiêng người sang bên phải. Nằm nghiêng hẳn sang bên phải. Buông tay. Tay phải giữ đầu gối chân trái, nhấn chạm xuống sàn. Tay trái dang ngang, đầu xoay ngược lại sang bên trái. Hít thở chậm, thả lỏng người. Từ từ nằm ngửa. Hít vào hai tay đan. Thật ra vươn căng tay về sau đầu. Từ từ buông lỏng. Cái lớp mình nằm nghiêng người sang bên phải. Mời lớp mình ngồi dậy. Cái lớp được chung ạ. Mời lớp nghỉ.